Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Đoàn Minh Châu, 16 tuổi, là học sinh lớp 10D7 trường Trung học phổ thông Đoàn kết Hai Bà Trưng. Hôm nay tôi xin giới thiệu đến các bạn một cuốn sách đã ảnh hưởng mạnh mẽ và làm thay đổi cả cuộc đời tôi, Colorful của Eto Mori. Cuộc đời này đã sắc đến nỗi chúng ta luôn lạc lối, không biết màu nào mới là màu thật sự, không biết màu nào mới là bản thân mình. Và một ngày trời mưa giá rích giữa tháng 6, vừa sắp xếp lại tủ sách và vô tình nhìn thấy Colorful, bầu trời đang sáng xịn ẩm đạm cũng trở nên rực rỡ đến lạ kỳ. Tôi nhớ lại bản thân của khi xưa, từng khóc nức lên khi đọc hết cuốn sách trong một buổi chiều, từng ngồi ngớ ngẩn nhìn ra phía xa xa, từng bâng khuâng suy nghĩ cả đêm chẳng ngủ được. Xong cũng vì thế mà cảm thấy nhẹ nhàng, ấm áp tất cả những ngày sau đó. Hoài niệm, tôi ngồi xuống mở ra trang sách đầu tiên. Colorful hay Sắc Màu là một tác phẩm light novel, tiểu thuyết ngắn của Nhật Bản được viết bởi ngòi bút của Eto Mori, nữ tác giả sinh năm 1968, bà sáng tác Colorful năm 1998. Sau đó, cuốn sách đã vinh dự nhận giải Naoki Prize lần thứ 135. Đến năm 2010, tác phẩm được chuyển thể thành phim hoạt hình Nhật Bản, hay còn gọi là anime, và cũng giành được nhiều giải thưởng trong lĩnh vực điện ảnh. Quay lại ngày trời mưa hôm ấy, kể từ khi tôi mở cuốn sách ra, đọc lại trang đầu tiên, hành trình của Colorful lại một lần nữa bắt đầu, dẫn lối tôi đến với câu chuyện cùng một linh hồn mang trọng tội, đáng lẽ không được tái sinh nhưng chúng một phiên sổ số nên có cơ hội thử thách lại, quay về trần gian, nơi cậu đã phạm sai lầm trước khi chết. Một thân xác của ai đó và ở cho cõi trần trong khoảng thời gian nhất định, khi linh hồn vẫn còn tồn tại, tu hành lại từ đầu. Nếu việc tu hành diễn ra thuận lợi, ký ức kiếp trước sẽ dần dần quay trở lại. Đến phút nhớ lại được tội lỗi mình đã gây ra cũng chính là lúc cậu kết thúc quá trình ở trọ. Linh hồn ấy sẽ rời khỏi thân xác đi mượn và được đưa về vòng luân hồi. Ngày qua, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ, Colorful là một câu chuyện chắc hẳn sẽ đau to búa lớn, nặng nề và mệt mỏi lắm đây. Nhưng hóa ra lại chẳng phải như vậy. Lời mở đầu nhẹ nhàng và sát với đề thường để bất ngờ, từ từ chậm rãi kéo tôi bị cuốn vào mạch chuyện và cuộc đối thoại của nhân vật chính, mở linh hồn phạm trọng tội, với thiên thần Pura Pura dẫn lối cậu. Rất nhẹ nhàng thôi, linh hồn kia biết được bản thân mình trúng sổ số, biết được cơ thể mà mình xuất nhập vào là của Makoto, một cậu bé tự sát với trần gian. Ngay sau đó cậu mở mắt, thấy bản thân trong thân xác mới nằm trên giường bệnh, có hình có dạng, có gia đình bên cạnh khóc thương. Và rồi, cuộc sống giả danh của cậu chính thức bắt đầu. Câu chuyện được khai thác dễ hiểu đến kinh ngạc, dù đề cập đến các vấn đề tâm linh nhưng lại không hề xa lạ. Góc nhìn của người đọc là góc nhìn của ngôi kể thứ nhất, linh hồn sống trong cơ thể Makoto. Vì thế tôi rất nhanh chóng hiểu được suy nghĩ, tâm trạng của nhân vật. Makoto giả ban đầu nghi ngờ vì lý do Makoto tự vẫn và rồi biết được bộ mặt thật của gia đình tan vỡ. Một người mẹ ngoại tình, một người cha ích kỷ, người anh thường xuyên sỉ nhục cậu với chiều cao đáng tự ti. Một người bạn học mình thầm thương lại đi vào khách sạn với một người đàn ông trung niên. Makoto kia cực kỳ thất vọng. Cậu bắt đầu chán ghét gia đình, rồi cậu chán ghét chính thân xác mới này. Với những suy nghĩ chán nản như thế, Makoto đến trường học, gặp được Soko, một con bé có gương mặt chibi kỳ quái, nhưng lại là người duy nhất cảm nhận được Makoto đã thay đổi. Cậu cũng biết Makoto thật đang học lớp 9 rất thích vẽ, nhưng tình trạng học tập thì dở tệ. Cậu biết mình sắp phải thi chuyển cấp, cậu biết Makoto từng là một học sinh quái gở trong mắt bạn bè thế nào. Và dù cho Makoto hiểu Hiroka đang làm việc gì, hiểu cô bé đang dây dưa với một hợp đồng ngầm không thể công khai được, cơ thể của Makoto thật sẽ khiến cậu vấn vương về cô. Người biết làm sao chứ, những tháng ngày đầu tiên trong cơ thể mới, Makoto giả mạo đã phải trải qua một quãng thời gian thật sự khó khăn để mệt mỏi và tuyệt vọng. Nhưng rồi mọi việc thay đổi. Nếu nói thời gian đầu, cuộc sống của Makoto giả được ví như một bức tranh xám xịt với những gam màu u tối, đen kịt, thì bỗng nhiên bức tranh lấy sáng và rồi dần chuyển màu. Kể từ khi cậu có được người bạn mới Satome, dường như bức tranh cuộc đời cậu được tô thêm màu mới. Từ hôm đi câu cá hóa giải hiểu lầm về sự ích kỷ của bố, cuộc đời cậu như thu thập hết tất thảy màu sắc của cảnh đẹp ngày hôm ấy. Dòng sông tắm trong ánh sáng ban ngày, sắc rêu xanh phản chiếu nhàn nhạt trong màu nước, rừng cây cổ thụ cùng với những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng. Rồi đâu đó, trên bức tranh có cả màu sắc của cô bé Hiroka tưởng như mạnh mẽ kỳ thực lại mong manh, có thêm màu của mẹ, một người phụ nữ làm nội trợ luôn cố gắng tìm kiếm sự phi thường giữa cuộc đời bình thường, xong lại khẳng định. Dù là phần bình thường hay phần phi thường trong con thì mẹ đều yêu thương bằng tất cả trái tim của mẹ. Cũng từ khi biết được sự hy sinh của anh trai, bức tranh của cậu có thêm màu sắc mới. Mỗi một việc xảy ra đều để lại trên bức tranh của Makoto một sắc màu, tạo nên vẻ colorful nhất, rực rỡ sắc màu nhất. Những tông màu của gia đình Kobayashi dường như đang thay đổi từng chút một trong tôi. Nghĩ là đen mà bỗng dưng thành trắng, những chuyện tôi tưởng chỉ có một màu đơn giản, hóa ra lại có vô số vàng màu khác còn ẩn giấu. Có đen thì cũng có trắng, có đỏ thì cũng có xanh và vàng, có màu sáng và cũng có màu tối, có màu thật đẹp cũng có màu khó coi.
tùy theo từng góc độ mà ta có thể nhìn thấy sắc màu nào. Đến đây tôi tự hỏi liệu có phải thế giới của Makoto có thêm màu sắc mới, hay thế giới ấy vốn đã ngập tràn sắc màu, chỉ chờ cậu nghiêng đầu nhìn vào nó dưới một góc độ khác thôi. Sắc màu. Thực chất ra mỗi con người là mỗi sắc màu, mỗi cuộc đời là mỗi bức tranh ngập tràn sắc màu. Không phải màu đơn sắc mà là màu đa sắc. Không chỉ được nhìn dưới một góc độ mà phải được ngắm nghía, đưa lên đặt xuống, xoay chiều cảm nhận thật kỹ lưỡng. Cái chuyện có lẽ là cái kết mà ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến tôi. Nếu Colorful khiến tôi phải khóc vì những hiểu lầm được hóa giải, phải cảm động trước tình cảm phong chuyện, từ tình yêu giữa những người thân, tình bạn gắn bó thiết tha đến tình người sâu thẳm đáng trân trọng, thì cái chuyện đã khiến tôi vỡ và kinh ngạc. Cuối cùng, trọng tội của linh hồn được lý giải, không phải là cướp ngân hàng, cờ bạc rượu chè, chơi bời gái gú. Cậu ta đã giết người. Phải, cậu ta đã giết chính mình. Vấn nạn tự tử ở Nhật Bản được đề cập tới nhẹ nhàng đến sững sờ, tựa như một cơn gió nhẹ, mang theo những cánh hoa. Như chính nhà phê bình Agawa nhận xét, đây không phải câu chuyện của những ngôn từ sáo rỗng mang đầy tính thuyết giáo hay những lời lẽ nặng nề, mà trái lại, vô cùng nhẹ nhàng. Tôi lúc điểm một chút cay nghiệt, tràn một chút nước mắt, và cuối cùng, tất cả đều được thổi bay đi. Tự tử không phải là một hành động sai trái, đôi khi cái chết là sự giải thoát, là một sự cứu rỗi. Cái mà người ta phải quan tâm chính là lý do tự tử là gì, hay quyết định đúng với một lý do đúng, bởi đôi khi hành động ấy không phải giải thoát chính mình mà là giam cầm linh hồn, giam cầm những người ở lại. Đôi khi đó không phải là cứu rỗi mà là trừng phạt. Trong sắc màu, có lẽ tại giờ phút mà Makoto tự tử, cậu cho rằng lý do của cậu là đúng, để rồi sau này hối hận khôn nguôi. Trong chuyện, Makoto được tái thử thách, nhưng ngoài đời làm gì có ai có cơ hội ấy. Đời người vẩn vẹn vài chục năm chỉ là một chuyến ở trọ dài hạn. Nếu coi bản thân mỗi người là một linh hồn ở trọ, là hạt bụi mà mãi sau sẽ quay trở lại làm cát bụi, có lẽ còn người ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, thật hơn, giống như nhân vật tôi, sống đúng với bản thân mình. Linh hồn ấy có lẽ thấy mình khác biệt lắm so với Makoto. Song cậu ấy chính là Makoto, chỉ là ở một phiên bản khác. Không phải Kobayashi thay đổi, cậu chỉ trở lại hình dạng gốc của mình thôi. Liệu rằng nếu sống với suy nghĩ ấy, mọi chuyện có tốt hơn chăng? Thông điệp câu chuyện truyền tải đến người đọc mang ý nghĩa được đào sâu theo tầng tầng lớp lớp, không chỉ đơn giản là về vấn nạn tự tử, về những vấn đề tâm lý tự dậy thì của thanh thiếu niên, không chỉ là về Makoto mà là về cuộc đời, soi chiếu vào mỗi con người ngoài xã hội của tất cả thời đại. Có lẽ nhân vật chính của chúng ta đã từng giết người, đã từng chết, nhưng cuối cùng cậu đã sống lại. Có lẽ mỗi người trong chúng ta cũng thế. Chúng ta đã chết giữa bước chân tắm dịch của cuộc đời, hay chúng lúc ta còn chưa kịp để ý, đã chết trong một cơ thể còn sống. Tâm hồn thối rữa chẳng thể cảm nhận được sắc màu. Chỉ khi quay đầu lại, cảm nhận được màu sắc, ta mới sống. Màu sắc không chỉ là đặc trưng của nhận thức thị giác, mà còn là của mọi giác quan khác, của cả trái tim. Có những người mắc bệnh mù màu, họ nhìn thấy màu sắc. Lại có những người nhìn được, nhưng họ thấy cuộc đời xám xịt. Không phải sắc màu nào cũng đẹp đẽ, không phải khoảnh khắc nào trong đời cũng tươi đẹp. Thế giới này hay thế giới khác, có người bình thường thì cũng có thiên thần. Có gì đáng ngạc nhiên khi có cả những kẻ kỳ quái hay bị điên chứ? Có Hiroka vô cùng dịu dàng và có Hiroka vô cùng độc ác chứ? Mọi người đều như vậy, đều mang vô vàn sắc màu khác nhau. Có màu xinh đẹp thì cũng có màu xấu xí mà. Đúng, không phải màu sắc nào cũng đẹp. Những bức tranh đẹp là bức tranh được vẽ từ muôn vàn màu sắc. Xanh lam, xanh lá, xanh nhạt, xanh trời. Không phải khoảnh khắc nào cũng đẹp, nhưng cuộc đời được tạo nên từ muôn vàn khoảnh khắc. Hỉ, nộ, ái, lạc. Bức tranh bạn vẽ có đẹp hay chăng, cuộc đời bạn tạo nên có như thế nào, ấy là do cách bạn pha màu, do cách bạn nhìn và theo hướng từ trên xuống hay từ dưới lên. Soko từng nói rằng Makoto có cho riêng mình một thế giới. Còn với tôi, Makoto cũng là một mảng màu trong thế giới của những người xung quanh cậu. Tất cả chúng ta đều đang tô lên một bức tranh, tất cả chúng ta đều làm nên thế giới. Sâu trong đáy mắt mình, tôi hình dung đến thế giới đó. Có nhiều người đang mong chờ tôi. Có đôi lúc, nơi ấy tràn đầy sắc màu đến mức mắt phải hoa lên. Hãy trở lại vòng xoáy rực rỡ đó để tiếp tục sống và tràn ngập màu sắc cùng mọi người, cho dù ta không biết là màu gì đi nữa. Câu chuyện của Makoto cũng chính là câu chuyện của tôi, của mỗi chúng ta. Tôi đã đọc được Colorful vào năm lớp 9, cũng học trong thời kỳ cùng cậu. Cũng phải trải qua việc thi cử đang đến gần, cũng có nhiều lúc mệt mỏi một mình ngồi trong phòng và cảm thấy chẳng có một ai để chia sẻ cả. Nhưng rồi Colorful đã mang đến cho tôi một góc nhìn khác, một ánh sáng để tôi nhìn vào bức tranh của chính mình, nhìn thật chăm chú, thật kỹ lưỡng. Có lẽ câu chuyện ấy không chỉ soi sáng bức tranh của tôi trong một buổi chiều mưa, không chỉ làm rực rỡ cả bầu trời sáng xịt mà còn thay đổi đăng ký cuộc đời tôi, thay đổi cuộc đời tôi đến mãi sau này. Tôi muốn lan truyền ánh sáng ấy đến với mọi người, những con người đang phải chạy đua với guồng quay cuộc sống, phải bận rộn trước muôn vàn thách thức giữa xã hội, để rồi có đôi lúc thấy tuyệt vọng và không thể nhìn thấy sắc màu. Tôi từng giống như các bạn, nhưng rồi tôi đã thay đổi, nhìn vào Colorful. Các bạn thì sao? Các bạn nhìn thấy cuộc đời của mình có màu gì?
Cuối cùng, xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe.